Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2022, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp tại văn phòng Ban trị sự khối 4 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2022. Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Viên Giác, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, Đại đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, chủ tọa cuộc họp cùng chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, trưởng các ban ngành, trụ trì, ban hộ trì Tam Bảo các chùa trong huyện đồng tham dự. Sau phát biểu khai mạc của Đại đức chủ tọa, cuộc họp đã được nghe Đại đức Thích Đồng Nhiên, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện, báo cáo các công tác Phật sự đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo, Phật giáo huyện đã triển khai rộng khắp các mặt hoạt động sau thời gian dịch bệnh, các ban văn hóa nghi lễ, từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, thông tin truyền thông đều tích cực hoạt động để phục vụ đời sống tu tập tín ngưỡng của đồng bào Phật tử địa phương và đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội huyện nhà. Một trong những Phật sự trọng tâm 6 tháng cuối năm là việc tổ chức các khóa tu bát quan trai tại các cụm hàng tháng, khóa tu tập trung toàn huyện thực hiện hàng quý. Vấn đề này đã được Ban hướng dẫn Phật tử, Ban hoằng pháp triển khai và nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chư tôn đức và đạo hữu Phật tử. Đối với việc vận động thành lập cơ sở tại xã Tam Thạnh và Tam Trà, cuộc họp đã nhận được sự phát nguyện hiến cúng đất của Đại đức Thích Thiện Thảo và lắng nghe tâm nguyện của đại diện tín đồ Phật giáo đang sinh hoạt tại xã Tam Trà. Ban đạo từ tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Huệ Trí chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành sẽ xúc tiến các kế hoạch đã được triển khai để Phật giáo huyện ngày càng phát triển. Cùng ngày, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện đã viếng hương đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.